Chào mọi người, xin chào tất cả mọi người đến với kênh Lê Linh Miền Tây. Hôm nay thì Linh sẽ ăn cơm với thịt heo kho tiêu nha mọi người, trắng đậu bắp với có xoài 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 cái bằng xoài dôi đó mọi người. Rồi mời mọi người ăn cơm hai mẹ con mình nha, ăn thử trước xoài. Xoài này cũng lâu rồi không có ăn. Xoài này nó cũng không có được bự không mọi người, này nó cũng ớt qua đá, ăn nó cũng không được ngon như mà còn sống. Xoài giờ nó còn sống đó đó, sống le lưỡi. Bây giờ giờ nó qua đá ăn cũng được ngon như mọi lần. Này trắng muối chiên chanh không khác, nó có vẻ chua nè. Mẹ ăn cho đỡ thèm chứ không 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 ngon như mỗi lần. Rồi. Hoa khô gọi là chắc đậu bắp nó ngon mọi người.
Video của Linh đến đây là hết. Xin chào tạm biệt mọi người.